Hoan hỷ đón chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy gia cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, một trong những con giáp may mắn trong năm 2023 khi nói đến không thể bỏ qua những người tuổi Kỷ Mùi. Tử vi học có nói, mỗi người sinh ra đều có số mệnh khác nhau. Có những người từ nhỏ sinh ra đã có số phú quý, làm gì cũng được đại cát đại lợi. Nhưng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận thì mới giàu lên được. Việc xem tử vi cho tuổi Kỷ Mùi 1979 trong năm 2023 Quý Mão cho chúng ta biết được những việc có thể xảy ra để biết cách mà phòng tránh. Phần luận giải chi tiết tử vi sẽ được thực hiện bởi thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Qua là số tử vi sẽ giúp cho quý vị biết được về bức tranh toàn cảnh về cuộc sống của mình. Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979 trong năm 2023, biết được thiên cơ, biết được những dấu mốc quan trọng trong sự thay đổi cả về sự nghiệp, tình duyên, gia đạo của mình. Sẽ nắm được tổng quan của quý vị sinh năm 1979 có điều gì đặc biệt. Và sau đây là phần luận giải về tử vi cho tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong năm 2023 Quý Mão. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Kỷ Mùi sinh năm 1979 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 nam mạng trong năm 2023. Trong năm 2023 này, người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 có thể tìm kiếm được một vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình, song vì không đủ cố gắng, nỗ lực nên dễ bỏ dở giữa chừng, nhất là khi phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra, bản mệnh cũng thường mắc sai lầm do sự chủ quan, lơ là của mình khi thực hiện những công việc quen thuộc. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia chưa thực sự ổn định. Hai người thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt, khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Để gìn giữ sức khỏe cũng như tinh thần lạc quan khi đối diện với khó khăn, bản mệnh nhớ chăm chỉ tập thể dục thể thao, có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập vui chơi, sử dụng chất kích thích, đồng thời tìm người chia sẻ, tâm sự với mình. Xét về vận hạn Quý Mão 2023, Kỷ Mùi sinh năm 1979 nam mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh sao Mộc Đức, vận hạn Huỳnh Tuyền, hạn Tam Tai, gia chủ không phạm Tam Tai, hạn Hoang Ốc, phạm Hoang Ốc, Kim Lâu không rơi vào Kim Lâu. Về địa chi, Mùi gặp Mão tạo cục diện tam hợp rất tốt, ví như gặp được quý nhân giúp sức, công việc làm ăn suôn sẻ, có nhiều khởi sắc cả về tiền bạc và tình cảm. Xét về mối quan hệ thiên can, Kỷ Âm Thổ gặp Quý Âm Thủy là thất sát. Trong năm, các gia chủ tuổi Kỷ Mùi nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện thì nên bình tĩnh, đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Kỷ Mùi 1979 cần chú ý tháng Ất Sửu, tháng 12 âm lịch. Từ ngày 11 tháng 1 năm 2024 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Kỷ Mùi sinh năm 1979. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Kỷ Mùi sinh năm 1979 nam mạng. Trong năm 2023, gia chủ nam mạng Kỷ Mùi sinh năm 1979 gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành mộc, hướng tới sự an vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này, thường gặp nhiều may mắn và có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Sao Mộc Đức hay còn gọi là Mộc Đức tinh quân, người mệnh kim hoặc mệnh mộc, gặp Mộc Đức sẽ trở ngại ở tiền vận nhưng cuối cùng lại gặp được thuận lợi và an toàn. Mặc dù sao Mộc Đức là sao chiếu mệnh mang đến nhiều điều tốt cho người được chiếu, tuy nhiên theo quan niệm của người xưa thì dù là gặp sao xấu hay tốt chiếu mệnh vẫn nên hóa giải, nhằm cầu bình an, may mắn và giảm trừ vận hạn không may mắn. Và dưới đây là hai phương pháp hóa giải sao Mộc Đức phổ biến. Cúng dâng sao giải hạn vào lúc 5 đến 7 giờ ngày 25 âm lịch hàng tháng. Đây là thời điểm mà sao Mộc Đức đăng viên chiếu sáng nhất trong tháng. Lễ vật bao gồm hương hoa, trái cây, quả trầu cau, gạo muối, mũ xanh, nước, đinh tiền vàng và 20 ngọn nến cùng với 7 vị màu đen có viết Đức Đông Phương Sáp Ất Mộc Đức Tinh Quân. Tất cả lễ vật chuẩn bị đều phải có màu xanh. Trường hợp không phải màu xanh thì phải bọc giấy xanh bên ngoài hoặc để tấm giấy xanh lót dưới lễ vật, hoặc có thể áp dụng yếu tố phong thủy để khắc chế.
Sao Mộc Đức là sao chiếu mệnh thuộc hành mộc, do đó để tăng cường cát khí của sao tốt, gia chủ được sao Mộc Đức chiếu mệnh hãy dùng màu xanh lá thuộc hành mộc. Điều này sẽ tốt về tình duyên, hôn nhân và những mối quan hệ khác. Ví dụ, gia chủ có thể đeo trang sức hay đá quý màu xanh lá như ngọc phỉ thúy, hoặc gia chủ có thể sử dụng màu đen thuộc hành thủy. Với quan hệ tương sinh với mệnh mộc thì càng thêm tốt, có thể đeo thạch anh tóc đen. Gia chủ Kỷ Mùi sinh năm 1979, nam mạng năm nay gặp hạn Huỳnh Tuyền. Khi nói về hạn này, người xưa đúc kết ra hai câu sau: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Về sức khỏe, chủ sự khi gặp hạn này gặp chứng đau đầu, chóng mặt, mặt mũi sa sầm, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Về làm ăn kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ không gặp được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn và trắc trở. Hóa giải: vốn Huỳnh Tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe, vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn về mặt sức khỏe. Theo phong thủy gia cát thì tất cả các công việc liên quan đến đường thủy, gia chủ nước, gia chủ đều không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng để lại hậu quả khôn lường. Về phương diện cuộc sống, không nên đứng ra làm chứng hay vay mượn cho ai cả, dễ mang họa vào thân, tiền mất tật mang. Luận tử vi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nam mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, sức khỏe trong tháng đầu năm nay không được tốt, Kỷ Mùi nam mạng cần chú ý đến các căn bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, tiết niệu. Tháng 2, đây là tháng công việc làm ăn của những thành viên trong gia đình tuổi Canh Tuất không được tốt, bên cạnh đó có kẻ phá hoại. Tháng 3, tuổi Kỷ Mùi trong tháng 3 được quý nhân giúp đỡ, công việc theo đó cũng thuận lợi, trong gia đạo đón nhiều chuyện buồn phiền. Tháng 4, đón tin vui về việc thêm người thêm của ở tháng này, bên cạnh đó còn có tài lộc đưa tới cho các gia chủ Kỷ Mùi nam mạng. Tháng 5, mối quan hệ các thành viên trong gia đạo không được tốt, thiếu hòa khí, ngoài ra sức khỏe gia chủ cũng không tốt. Tháng 6, đây là tháng mà gia chủ hết sức cẩn trọng trong việc di chuyển, đi lại, sẽ hạn chế được những tai nạn. Tháng 7, trong tháng này tiền bạc của gia chủ có sự hao tán nhiều, bên cạnh đó đường ăn uống kém. Tháng 8, sức khỏe của gia chủ trong tháng này không được tốt, chú ý các bệnh liên quan đến tê thấp, nhức mỏi chân tay. Tháng 9, tiền bạc trong tháng này có sự hao tán nhiều, công việc của bản thân có sự thay đổi nhiều. Tháng 10, khi ra ngoài may mắn gặp được quý nhân giúp đỡ nên công việc gì cũng được hanh thông. Tháng 11, khi xuất hành cần chú ý xe cộ. Tháng 12, nhờ được âm phù dương trợ, tuổi Kỷ Mùi nam mạng gặp khó khăn cũng dễ dàng vượt qua. Tổng kết tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 nam mạng trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Sự nghiệp của gia chủ là một trong những điểm sáng rực rỡ nhất trong vận trình. Bạn gặt hái được những thành công hơn người, cốt là bạn xác định được hướng đi chính xác cho mình, đồng thời không bỏ cuộc, chán nản khi phải đối diện với khó khăn. Quý nhân xuất hiện trong khoảng thời gian này cũng giúp bạn có cái nhìn đa chiều, cởi mở hơn về mọi mặt. Bạn cần quý trọng cơ hội học hỏi những điều hay từ đối phương, chớ nên ngại ngần giấu những điều mà mình còn chưa rõ. Về tài chính, con đường tài lộc của bản mệnh nhìn chung khá thuận lợi, hanh thông. Bạn tìm ra con đường phát triển với năng lực của bản thân cũng như tình hình chung của xã hội nên kiếm tiền nhanh chóng, dễ dàng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Nếu đang ấp ủ kế hoạch gì, bạn nên nhanh chóng bắt tay và thực hiện ngay. Dù quá trình thực hiện có thể gặp phải vướng mắc, song quý nhân xuất hiện đúng lúc có thể giúp bạn nhanh chóng khắc phục khó khăn, khiến nguy cơ thành cơ hội. Về sức khỏe, sức khỏe có thể kém cho bạn. Trong năm 2023, bạn sẽ có chức năng tiêu hóa kém hoặc là thèm ăn do công việc bận rộn, do đó đòi hỏi bạn phải duy trì và điều tiết đúng cách. Tốt hơn hết, bạn nên giữ chế độ ăn uống nhẹ và tránh xa thực phẩm nhiều dầu mỡ. Vận trình sức khỏe của mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 là khá tốt, không có nhiều vấn đề lớn và nghiêm trọng. Thái tuế trong năm là cát tinh, song vẫn có hung tinh đeo bám nên khó tránh những thương tích nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể sức khỏe của bản mệnh. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ Kỷ Mùi sinh năm 1979. Về tình cảm, gia đạo, người mệnh chủ Kỷ Mùi sinh năm 1979 sẽ được rất yêu thích vào năm 2023. Nam giới có xu hướng may mắn hơn trong mối quan hệ yêu gia chủ với nữ giới, kết bạn nhiều hơn và tạo ra sự đột phá. Với bầu không khí gia đình khá tốt, bạn sẽ không có mâu thuẫn nghiêm trọng với bạn đời hoặc con cái. Thay vào đó, bạn và bạn đời của bạn sẽ có một trái tim và một tâm trí để cùng nhau đối mặt với tất cả các loại vấn đề trong cuộc sống. Điều đáng chú ý là trong năm nay, tốt hơn hết bạn nên giữ thái độ trung lập trong các tranh chấp lợi ích và xung đột giữa những người
thân. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Kỷ Mùi sinh năm 1979 nam mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Kỷ Mùi trong năm 2023 Quý Mão. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai rồi đúng không nào? Thông qua chương trình này, chúng tôi luôn mong muốn quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ vào cuộc sống hàng ngày để thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt lên. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.